đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đầu tiên cho đất nước quý giá của Guatemala. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải đoàn kết và điều đó sẽ khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ và không thể ngăn cản giấc mơ Miss Grand International. Andre Renford không phải là lính mới trong các cuộc thi hoa hậu. Andre đã đăng quang Miss Grand National Guatemala 2019 và đại diện cho đất nước tại Miss Grand National 2019. Vào mùa giải năm đó, cô đã xuất sắc lọt vào top 25 chung cuộc. Cô cũng từng bại trận trước Ngọc Châu khi Việt Nam lọt top 10. Với khả năng nói tiếng Anh xuất sắc, tài hùng biện sừng sỏ, thân thái điềm tĩnh, thì khả năng Andre Renford sẽ mang về vương miện là hoàn toàn xứng đáng. Đừng quên theo dõi tin tức showbiz để cập nhật thêm những điều thông tin mới nhất về các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!